Kính thưa quý vị, Hòa Đức Bơ xin được đón chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và ngay sau đây sẽ là sự xuất hiện của hai gia đình ngày hôm nay để vượt qua những thử thách rất thú vị cùng với Nàng Dâu Thời Nay. Xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của gia đình đầu tiên. Ôi, nhà mình rạng rỡ quá. Và bây giờ sẽ là lời giới thiệu đầu tiên, xin mời. Dạ, em xin chào MC Hoàng Rapper. Dạ, em xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Hồng Ngân. Năm nay em 30 tuổi và hiện tại em là nhân viên văn phòng ạ. Dạ, xin chào chị Ngân. Mời mẹ. Xin chào MC Hoàng Rapper. Xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Dương Thị Thanh Hà. Năm nay tôi 57 tuổi. Hiện tại thì nội trợ. Dạ vâng, mẹ Hà. Xin mời anh. Dạ, xin chào MC Hoàng Rapper. Xin chào quý khán giả. Mình tên là Lê Thọ. Năm nay mình 38 tuổi. Hiện tại công việc của mình là nhân viên kinh doanh. Dạ vâng, anh Thọ. Anh chị lấy nhau được bao lâu rồi ạ? Dạ, được 6 năm rồi. À, 6 năm. Thì rõ ràng chúng ta đã thấy được sự rạng rỡ của mẹ chồng và nàng dâu. Đẹp như một dải ngân hà luôn. Con dâu tên Ngân, mẹ tên Hà. Ngân Hà, đẹp quá chừng, rất hợp với nhau. Anh cảm nhận như thế nào về sự kháng khích của mẹ chồng nàng dâu nhà mình nè? Dạ thì em cũng may mắn là mẹ và vợ em thì cũng rất là hòa hợp với nhau. Dạ mặc dù không có sống chung nhưng mà mẹ cũng thường xuyên ghé thăm vợ chồng vào cuối tuần. Dạ vâng. Dạ. Và chúc cho gia đình mình gặt hái được nhiều thành công và nhiều số tiền thưởng ngày hôm nay ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà vào vị trí ạ. Và ngay sau đây xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của gia đình thứ hai. Xin mời. Xin chào cả nhà. Và bây giờ sẽ là những lời chào đến từ từng thành viên ạ. Xin mời. Dạ em chào MC Hoàng Rapper và tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình. Em tên là Huyền Trang và năm nay 21 tuổi. Hiện tại thì đang làm công việc là kinh doanh quần áo và mỹ phẩm. Dạ Huyền Trang rất là trẻ. Xin mời mẹ. Chị xin chào Hoàng Rapper. Dạ. Chị đây là Xuân Trang. Năm nay 56 tuổi. Dạ. Và hiện đang kinh doanh. Dạ vâng ạ. Mẹ tên Trang, con cũng tên Trang luôn. Xin mời bạn. Em xin chào anh MC Hoàng Rapper. Em tên là Nguyễn Văn Sang. Em 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là tư vấn chăm sóc khách hàng, sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn còn rất trẻ. Dạ. Và không biết là cuộc sống hôn nhân có gì khó khăn ngay từ thời điểm ban đầu không ạ? Thì mới đầu tách riêng với mẹ thì kiểu kinh phí này nọ thì tụi em cũng bươn chải nhiều mà cũng vượt qua được. Ừ, cố gắng đúng không nào? Dạ. Với sự hỗ trợ của mẹ nữa. Dạ. Dạ, mẹ cảm nhận như nào về nàng dâu nhà mình nè? Nàng dâu của mình rất là ngoan, thông minh và hiếu thảo. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Và bây giờ xin mời nhà mình vào vị trí. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta đến với vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Mẹ Con Hợp Ý. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta bước vào vòng đầu tiên được mang tên Mẹ Con Hợp Ý. Luật chơi, cả hai đội sẽ cùng nhau tham gia trả lời 3 câu hỏi với 3 chủ đề khác nhau do chương trình đưa ra. Hai gia đình có thời gian hội ý và phân công thành viên để chọn ra người phù hợp với từng chủ đề. Thời gian trả lời là 10 giây sau khi MC kết thúc câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng đạt 10 điểm. Nếu bấm chuông nhưng trả lời sai hoặc thiếu, đại diện đội còn lại sẽ có thể bổ sung và trả lời trong 5 giây tiếp theo và nếu đúng thì đạt 5 điểm. Thì chúng ta sẽ trải qua 5 giây để hai gia đình suy nghĩ xem mình đặt tên đội là gì. Xin mời. Năm giây kết thúc. Dạ, không biết gia đình mẹ Hà chọn tên gọi gì ạ? Gia đình ấm áp. Vì sao mình chọn tên gọi ấm áp ạ? Tại vì khi mà nhắc đến gia đình á, thì vợ chồng em nhớ đến những cái bữa cơm mà mẹ chuẩn bị vào dịp cuối tuần khi mà tụi em đến chơi á. Rồi nhớ đến những cái tình cảm yêu thương, ấm áp, sự quan tâm của mẹ dành cho vợ chồng em trong suốt thời gian qua. Dạ. Nên là tụi em quyết định là chọn gia đình ấm áp. Và đó chính là điều mong muốn. Mình sẽ gắn bó mãi mãi về sau. Gia đình ấm áp, một tên gọi rất là ý nghĩa. Còn với gia đình của mẹ Trang à? Gia đình xuân thương. Xuân thương. Dạ đúng rồi. Dạ vì sao là xuân thương chứ phải hè thương, thu thương hay đông thương mẹ? Mùa xuân là nó rất là hạnh phúc. Dạ. Còn thương là yêu thương. Thì mình muốn gia đình mình lúc nào cũng hạnh phúc và yêu thương. Dạ và rạng rỡ như mùa xuân. Xuân thương một tên gọi rất là dễ thương. Và bây giờ xin mời hai đội chúng ta sẽ tiếp tục với 5 giây tiếp theo. Hội ý xem với 3 chủ đề ngày hôm nay thì ai thành viên nào với những sở trường của riêng mình sẽ bước lên đây để bấm chuông trả lời câu hỏi với 3 chủ đề là làng nghề, đố vui và địa danh.
Xin mời suy nghĩ. Năm giây kết thúc. Và bây giờ với chủ đề là làng nghề, gia đình ấm áp, chọn thành viên nào ạ? Dạ em. Dạ là nàng dâu. Còn gia đình Xuân Thương em cũng là nàng dâu luôn. Xin mời hai nàng vào vị trí. Hai nàng đã sẵn sàng vào vị trí. Phải có chữ hết của MC thì mới được bấm chuông. Trả lời đúng được 10 điểm. Trả lời sai, quyền trả lời thuộc về đối phương. Và trả lời chính xác sẽ được 5 điểm. Câu hỏi về làng nghề như sau. Huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, nổi tiếng với nghề truyền thống là gì hết? Dạ em xin trả lời là nghề chằm nón lá. Nghề chằm nón lá hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng. Dạ cảm ơn hai bạn rất nhiều. Làng nghề chằm nón lá ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã có hơn 70 năm tuổi. Đến với làng nghề chằm nón, tất cả quý vị sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm quy trình làm ra một chiếc nón lá đúng chuẩn. Với đôi tay khéo léo của những nghệ nhân nơi đây đã làm ra những chiếc nón lá không chỉ che nắng che mưa mà là một trong những biểu tượng tạo nên nét duyên dáng dành cho người phụ nữ miền Tây. Và bây giờ với chủ đề tiếp theo là đố vui. Thành viên nào của gia đình ấm áp ạ? Dạ em. Dạ. Thấy anh Thọ là lúc nào cũng lạc quan nè. Dạ, là mẹ, xin mời mẹ Trang. Mình bắt tay hàng xóm giao lưu hữu nghị nhau nè, bắt tay. Dạ. Phải có chữ hết của MC thì mới được bấm chuông ạ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đố vui như sau. Cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy hết? Dạ mời mẹ Trang. À đó là nước. Trời ơi sao mẹ giỏi vậy? Mẹ có chơi mấy cái đố vui này tại nhiều vì không? Có nghe. Có nghe rồi và chính xác đáp án là nước. Xin chúc mừng. Dạ cảm ơn ạ. 10 điểm đã thuộc về gia đình Xuân Thương. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối, chủ đề địa danh. Xin mời hai thí sinh còn lại vào vị trí. Và bây giờ hãy sẵn sàng lắng nghe kỹ câu hỏi và có chữ hết của MC thì mới được bấm chuông. Câu hỏi về địa danh như sau. Hãy cho biết tên gọi khác của hồ nước trời thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang hết. Dạ xin mời mẹ. Bún Hàng Thiên. Bún gì ạ? À? Hàng Thiên. Hàng Thiên, bún Hàng Thiên. Mình còn 5 giây để thay đổi quyết định. À, bún Hà Thiên. Bún Hà Thiên, vẫn còn 3 giây để suy nghĩ. Bún Làng Thiên. Bún Làng Thiên vẫn chưa chính xác. Và hết giờ. Cơ hội thuộc về Sang, xin mời. Dạ, bún Bình Thiên. Bún Bình Thiên. Dạ. Và đó là đáp án chính xác, xin chúc mừng. 5 điểm thuộc về gia đình Xuân Thương. Rõ ràng là bún Bình Thiên, một tên gọi mà chúng ta phải cố gắng làm sao nhớ thật là kỹ. Chứ không là em cũng hay dễ nhầm lắm. Như mẹ là mẹ hồi nãy mẹ nhầm với bún Hàng Thiên. Như vậy chúng ta đã kết thúc 3 câu hỏi ở vòng thi đấu đầu tiên. Điểm số hiện tại 10 điểm thuộc về gia đình ấm áp, 15 điểm thuộc về gia đình Xuân Thương. Xin chúc mừng. Và ngay sau đây xin mời quý vị đừng chuyển kênh. Hãy tiếp tục đồng hành với nàng dâu thời nay vào vòng thi thứ hai được mang tên Con Dâu Của Mẹ. Quý vị thân mến, và bây giờ sẽ là vòng 2 được mang tên Con Dâu Của Mẹ. Hai gia đình sẽ cùng nhau phân chia đội hình và chiến thuật làm sao tận dụng khoảng thời gian 7 phút và tạo ra một phần thức ăn thật là đẹp mắt được mang tên là ớt chuông nhồi thịt. Ha, những trái ớt chuông rất là xinh xắn đang chuẩn bị sẵn sàng trên bàn rồi. Và chuẩn bị nào, 7 phút bắt đầu. Đó, mình đeo bao tay vào nào. Khách khứa tới cũng bắt đầu đông đủ rồi đó. Cả nhà mình nhanh tay nhanh chân lên để chuẩn bị món ăn thật là đặc sắc. Ráng lên, cố gắng lên nào. Những trái ớt chuông rất là dễ thương xinh xắn. Làm này nè. Ấy ấy cái một lúc một luôn. Đó, nghe sự hướng dẫn của mẹ nha. Ngân ơi, bình thường ở nhà là việc bếp núc, nấu nướng ai đảm nhận nè? Dạ, em đảm nhận anh. Ồ, rất là giỏi. Cuối tuần á, sang nhà mẹ là mẹ không có cho làm gì hết. Mẹ không cho làm gì hết. Mẹ cứ kêu ngồi đó chơi đi. Ồ, mẹ thiệt là tâm lý, đáng yêu quá. Dạ. Thương con, thương cháu nè. Rồi, cẩn thận nha. Chúng ta có những nguyên liệu đó chính là ớt chuông với đầy đủ những màu sắc. Thịt bằm, nấm mèo, hành lá, hành củ, cà rốt. Các gia vị để mình lát nữa mình trộn chung, ướp chung với phần nhân. Wow, rất là chuyên nghiệp luôn. Những âm thanh thật rộn rã tại gian bếp.
phần nhân, phần thịt mình cần phải trộn với sự khéo léo của cả hai gia đình. Làm sao cho tất cả các thành phần nguyên liệu được bầm nhuyễn hết, càng nhuyễn càng tốt. Mẹ Hà làm chuyên nghiệp quá. Anh Thọ ở nhà biết nấu ăn không anh? Dạ biết chút chút. Dạ chút chút. Dạ. Vậy hai anh em mình giống nhau rồi đó. Rồi cứ biết chút chút rồi mình là quan trọng, mình biết rửa chén, mình biết dọn bếp là được. Trang ơi, bình thường việc bếp nút ở nhà ai lo vậy Trang? Dạ em lo. Ồ, giỏi quá vậy. Tại vì bọn em là sống riêng á. Ừ. Nếu như mà ở chung thì có mẹ với em nấu chung. Hai vợ chồng mình ở riêng ha. Mỗi lần gặp mẹ thì có mẹ lo rồi. Vậy cũng cực ha. Nào là công việc, rồi phải lo cho việc nhà nữa. Đó, bạn Sang nhìn mẹ với nhìn vợ mình ngày hôm nay ráng học hỏi theo nha. À, chúng tôi đã thấy được những trái ớt chuông đầu tiên đang được hoàn thành rồi. Trời, dễ thương vậy. Mình làm mình có cái nắp đậy lại nữa chứ. Đáng yêu quá. Gia đình Xuân Thương thì mình cắt đôi đúng không nào? Cắt đôi luôn trái ớt chuông nè. Thời gian chỉ còn 2 phút nữa thôi, cố gắng nhanh tay, nhanh chân lên nào. Gia đình ấm áp dường như là có kinh nghiệm hơn nên họ đã gần hoàn thành được phần trình bày của mình rồi. Đó, những công đoạn cuối cùng đang được chinh phục. Rồi, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau xắn tay vào bếp, xắn tay áo vào bếp, thật là đáng yêu làm sao. Cái này mình ướp ở đây, trái nào là chất lượng trái nấy thôi, bỏ ba trái thôi. Không, để lấy luôn đi, cho nó đẹp, cho nó lấy đi. Và sau khi hoàn thành được phần trình bày của mình thì chúng ta sẽ có một phút để đưa ra những thông điệp và những lời chúc qua món ăn này. Rất tốt, gia đình Xuân Thương tận dụng khoảng thời gian này để thu dọn cho thật là gọn gàng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ! Cảm ơn cả hai gia đình rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với phần chấm điểm. Ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đánh giá và chấm điểm dành cho hai thành phẩm này của cả hai gia đình luôn. Rất là đáng khen với sự nỗ lực, cố gắng đoàn kết của cả ba thành viên của mỗi gia đình. Và chúng ta thấy được thành phẩm của mỗi nhà đều rất đẹp mắt. Trong quá trình quan sát thì chúng tôi đã thấy là có hai phương thức khác nhau đến từ hai gia đình. Gia đình ấm áp thì lựa chọn là mình sẽ cắt bỏ phần đầu, phần cuốn, sau đó tạo thành một cái nắp với trọn vẹn cả trái ớt chuông. Còn với gia đình Xuân Thương thì mình cắt gần một nửa. Đã, mình tận dụng chỉ phạm vi vừa đủ thôi chứ không là hết trái ớt chuông. Cũng hợp lý, như vậy là mình cũng sẽ đỡ tốn nhiều thời gian để hấp quá lâu đúng không ạ? À, bên cạnh đó chúng tôi thấy được là phần trình bày, phần nhân của cả hai đội dùng cũng vừa đủ, cũng không bị trào ra bên ngoài quá nhiều. Hàng đoán chắc chắn là rất là vừa miệng ăn đó. Nhưng mà hơi đáng tiếc khi là cái nắp bên đây nó hơi bị bể nhẹ cái nắp này nè. Ủa quá. Nhưng mà vẫn rất là đẹp mắt. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy là bên gia đình Xuân Thương khi đã chuẩn bị phần nhân thịt thì phần tỏi mình bầm chưa có kỹ, chưa có nhuyễn. Đôi khi mình vội quá, mình nhồi nguyên miếng tỏi đang bầm á, đang đập dập, mình để hẳn vào bên trong phần nhân. Như vậy thì đôi khi mình ăn vào lỡ ai đó ăn tỏi không quen miệng sẽ dễ tạo cảm giác hơi khó chịu một tí. Cả hai đội chơi rất là cân tài cân sức tại vòng thi đấu này, nhưng đã có một đội nhỉnh hơn một tí. Xin được chúc mừng, 40 điểm thuộc về gia đình ấm áp. Xin chúc mừng ạ. Và như vậy chúng ta đã tìm ra được đội về nhì ngày hôm nay, đó chính là gia đình Xuân Thương. Họ sẽ được nhận một phần thưởng cũng rất là hấp dẫn. Xin mời. Phần thưởng về nhì ngày hôm nay trị giá 2 triệu đồng tiền thưởng.
cùng với một voucher mua sắm vali ba đồ túi sách cao cấp 1 triệu đồng đã thuộc về gia đình Xuân Thương. Xin chúc mừng ạ. Cảm nhận của mẹ như thế nào ngày hôm nay ạ? Cảm nhận của mẹ là rất vui, thấy hai con cũng rất là nhiệt tình và có sự gắn bó, chia sẻ trong công việc. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn mẹ trai rất nhiều. Còn bạn cảm nhận như thế nào ạ? Dạ, sau game show này thì em cảm thấy là gia đình gắn kết hơn, tại vì có thể nấu ăn chung với nhau. Và hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều hoạt động ý nghĩa cùng với nhau trong tương lai nữa. Với vai trò là một người chồng, một người con đó, thì bây giờ ngày hôm nay Sang có lời tâm sự nào để giúp cho mẹ cảm thấy yên tâm hơn và vợ cảm thấy ấm lòng hơn nè? Thì con hứa với mẹ là con hai vợ chồng con sẽ luôn chia sẻ mọi công việc, bếp núc hay là công việc nào đó. Trong tương lai thì hai vợ chồng con sẽ thật là hạnh phúc. Thì anh xin gửi đến vợ là anh sẽ là một người chồng tốt, gánh vác mọi công việc cho em. Cảm ơn bạn rất là nhiều, dễ thương, đúng là anh chồng trẻ mà. Cảm ơn gia đình Xuân Thương rất nhiều và chúc mừng gia đình ấm áp bước vào vòng thi cuối ngày hôm nay được mang tên Chung Một Mái Nhà. Chào mừng quý vị đang đến với vòng cuối ngày hôm nay cùng với nàng dâu thời nay, đó chính là Chung Một Mái Nhà. Luật chơi sẽ có 3 gói câu hỏi tương ứng với mẹ chồng, nàng dâu và người chồng. Các thành viên của gia đình sẽ chọn ngẫu nhiên một gói câu hỏi. Sau khi đọc câu hỏi, cả hai bên sẽ cùng nhau viết câu trả lời. Thời gian trả lời trong 90 giây, mỗi đáp án đúng được 2 triệu đồng. Nếu trả lời đúng hết cả 5 câu sẽ mang về tổng giải thưởng là 20 triệu đồng. Đúng rồi, cả nhà mình nắm chặt tay nhau để chọn một trong 3 gói câu hỏi A, B hoặc C. 5 giây suy nghĩ hội ý bắt đầu. Xin mời, sự lựa chọn của nhà mình là? Dạ, nhà em chọn gói A. Gia đình ấm áp chọn gói câu hỏi A. Và bây giờ, nội dung bên trong gói câu hỏi A sẽ liên quan đến nàng dâu. Xin chúc mừng cả nhà. Những câu hỏi sẽ xoay quanh chị Ngân ha. Bây giờ thì mẹ cùng với con trai ngồi một bên, chị Ngân ngồi một bên. Nếu như chúng ta trả lời trùng khớp một câu được cộng 2 triệu đồng, trả lời trùng khớp 5 câu là mình sẽ tuyệt đối tối đa là 20 triệu đồng. Thời gian chỉ có 90 giây, tận dụng quyền thời gian quý báu này. Xin mời cả nhà vào vị trí. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên, 90 giây bắt đầu. Chị Ngân thích ăn loại cá nào nhất? Xin mời, cá nào nè? Ngân thích ăn cá nào? Cá có rất nhiều, hàng trăm, xong, hàng ngàn tên cá. Dạ, yeah, một bên xong rồi, xong luôn, tạm ngưng thời gian. Tạm giữ đáp án của chị Ngân lại. Xin mời đáp án của anh Thọ và mẹ Hà là cá kèo. Và bây giờ sẽ là sự yêu thích của chị Ngân, đó chính là cá kèo. Trùng khớp, xin chúc mừng. Đầu xuôi đuôi lọt à nghe, mình được 2 triệu đồng tiền thưởng đầu tiên rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Thức uống không thể thiếu vào mỗi buổi sáng của chị Ngân là thức uống nào? Xin mời. Thức uống mỗi buổi sáng không thể thiếu của chị Ngân là món nào? Thức uống nào nào? Thời gian vẫn đang trôi qua, chưa bên nào trả lời xong cả. Chị xong chưa ạ? Rồi, chị Ngân úp bảng xuống. 3, 2, 1, xin mời. Trà. Hả? Nghệ. Wow, vậy là không trùng khớp rồi. Sao anh chọn phương án là trà? Sáng là trước khi làm là mình hay pha cho vợ mình ly trà, cho mình đi làm. Dạ. Mình đi trước. Vậy là anh không biết lúc mà anh đi làm rồi vợ lén bỏ nghệ vô là vợ uống hay sao á. Đúng không chị? Dạ, thật ra là khi mà em ngủ dậy thì em sẽ uống nghệ trước và sau đó là em sẽ uống trà. À. Dạ. Hơi tiếc khi mà chúng ta không trùng khớp ở câu này, cơ hội vẫn còn, cố gắng lên nào. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ ba. Chị Ngân thích anh Thọ phụ mình công việc nhà nào nhất? Xong. Dạ rồi, xong chưa, xong chưa? Dạ xong. Dạ xong, tạm ngưng thời gian. Và bây giờ sẽ là đáp án hai bên cùng một lúc, xin mời. Anh Thọ trả lời lau nhà mẹ. À, chị Ngân cũng là lau nhà, xin chúc mừng. Trùng khớp rồi, được cộng thêm 2 triệu. Lau nhà cũng cực lắm đúng không chị Ngân? Dạ. Mình khum khum mình lau ở nhà mình rộng nữa chứ, mỏi lưng lắm. Có anh Thọ phụ đỡ biết mấy. Anh lau được bao nhiêu năm rồi anh nhớ không? Dạ 6 năm chặn MC. Ủa, đúng 6 năm luôn, vừa mới về nhà cái là bắt cầm cái chổi quét nhà rồi cầm cây lau nhà lau liền vậy đó. Dạ. Thấy thương không quý vị?
bí quyết hạnh phúc đó. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ tư, cố gắng lên nào. Món ăn nào mà chị Ngân muốn cùng với mẹ Hà nấu nhất? Xin mời. Đó, hai mẹ con thường hay nấu với nhau món nào mà chị Ngân thích được nấu với mẹ Hà nhất? Xong. Xong. Dạ rồi. Chà, bên chị Ngân vẫn chưa xong. Dạ em xong. Tạm ngưng thời gian. Tạm giữ đáp án của chị Ngân lại. Xin mời đáp án của anh Thọ với mẹ Hà là canh chua. Và bây giờ sẽ là đáp án của chị Ngân, xin mời. Canh chua cá lóc. Dạ, xin chúc mừng, canh chua cá lóc trùng khớp. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ năm, chúng ta chỉ còn 10 giây thôi nên phải trả lời thật nhanh nè. Khi đi tiệc, chị Ngân thường chọn trang phục màu gì? Đi tiệc, trang phục màu gì mà chị Ngân yêu thích nhất? Rồi, xong chưa ạ? Mình đáp bảng xuống. Dạ rồi, xong rồi và thời gian kết thúc. Vừa trọn 90 giây. Và bây giờ, giữ đáp án của anh Thọ và mẹ Hà lại. Xin mời, chị Ngân chọn màu hồng. Và cái vỗ tay đó của mẹ đã chứng tỏ bên mình cũng chọn màu hồng. Xin chúc mừng, trùng khớp. Ngày hôm nay cũng vậy, cả hai mẹ con cũng chọn màu sắc rất là tươi thắm, dễ thương, đáng yêu. Trải qua 5 câu hỏi, gia đình ấm áp trả lời trùng khớp 4 câu, tương đương giá trị tiền thưởng là 8 triệu đồng. Xin chúc mừng. Trên tay Hòa Rơ Bơ chính là phần thưởng dành cho gia đình ấm áp với 8 triệu đồng tiền thưởng cùng với voucher mua sắm và lì ba lô túi sách cao cấp trị giá 1 triệu đồng. Xin chúc mừng cả nhà. Rồi, gửi mẹ. Rồi, của chị đây. Cảm xúc của mẹ Hà như thế nào với sự đồng hành của hai người con ngày hôm nay ạ? Thực sự là rất là vui được tham gia chương trình này. Thực sự là giải thưởng chỉ là phụ thôi. Nhưng mà qua cái chương trình này á thì càng muốn thấy được cái tình cảm mẹ con gắn bó nhiều hơn giữa nàng dâu và mẹ chồng. Dạ vâng. Và cảm nhận của Ngân như thế nào với tình cảm của mẹ mình? Dạ em cảm thấy là mình thật sự rất là may mắn khi mà có được một người mẹ chồng như mẹ Hà đây. Dạ. Khi mà mình bước về làm dâu á thì thật ra mình cũng có nhiều sự lo lắng. Nhưng mà khi mà về thì mẹ rất là yêu thương. Mẹ quan tâm, chăm sóc giống như là mẹ ruột của em vậy đó. Yeah, xuất sắc. Và anh Thọ cảm nhận như thế nào với sự may mắn này của mình khi có sự yêu thương của mẹ và vợ? Mình cũng rất là may mắn khi mình có một người mẹ với một người vợ mà hai bên rất là hòa hợp. Mặc dù thì cuộc sống mình không có ở chung với mẹ, nhưng mà cứ cuối tuần là vợ chồng mình về thăm mẹ, hoặc là mẹ sẽ tới thăm vợ chồng con cái. Thì mình rất hạnh phúc khi mà tình cảm giữa mẹ mình và vợ mình rất là hài hòa và hiểu nhau. Dạ. Cũng thông qua chương trình này cũng cảm ơn chương trình đã tạo được một cái sân chơi để mà cho mẹ của mình và vợ mình có dịp mà hiểu nhau hơn và ngày càng yêu thương nhau hơn. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn Thọ. Dạ. Và đó chính là nhờ sự tâm lý và thấu hiểu của mẹ Hà nữa chứ. Nên ngày hôm nay bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho mẹ Hà. Hai con hung mẹ cái nè. Rồi, mọi người bên nè. 2, 3. Cảm ơn mẹ rất nhiều. Cảm ơn gia đình ấm áp. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành với chúng tôi cùng với chương trình Nàng Dâu Thời Nay, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hỏi như sau: lễ nghi đầu tiên trong phong tục cưới hỏi ở miền Tây có tên là gì hết?